vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm cực kỳ là tuyệt vời của một thương hiệu loa nổi tiếng. Có lẽ rằng đây là một trong những hãng audio nó đã nổi tiếng trên toàn cầu với cặp loa Maxintoc MC. Chúng ta thấy được rằng đây là một trong những cái model tôi gọi chính xác là Maxintoc MN-2C, sở hữu với cấu hình nặng tới 1,5 tạ. Và nó sở hữu luôn vẻ đẹp hoài cổ mà khó có cặp loa nào có thể được trang bị cầu kỳ và đẹp như cặp Maxintoc trước máy quay. Mời anh em cùng tham khảo chi tiết với cấu hình của cặp loa này trên kênh của Toàn Audio Lâm Định, kênh chuyên test âm thanh và các thiết bị audio cao cấp. Với cấu hình này thì chắc chắn rằng tôi sẽ cho quý vị thấy được ngay một điều, nó là một trong những cái tuyệt phẩm loa cực kỳ là sang trọng và khá là quý hiếm trên thị trường audio với cặp loa siêu khủng long này. Được thiết kế một phong cách cực kỳ là sang trọng, nó khác biệt với toàn bộ những cái cặp loa mà quý vị từng thấy trên thị trường. Phần bên trên của nó được đóng, chúng ta thấy được rằng nó nguyên cái phần mặt trên thì nó sẽ tạo nên một cái gờ chỉ rất là đẹp, được đua về phía trước ra hai bên hông, tạo các điểm nhấn, tăng độ đẹp và sang trọng cho một cặp loa. Tất cả thùng của nó được đóng bằng thùng gỗ lạ. Quý vị lưu ý rằng đây là những cặp thùng còn nguyên zin. Nguyên bản màu của Maxintoc thì thường thường chúng ta thấy rằng nó sẽ có những cái điểm vàng nâu và nhạt hơn. Và nó phải còn đồng đều tất cả các xung quanh phần thùng loa. Thì chúng ta sẽ thấy được nguyên cái màu sắc nguyên bản đó. Ví dụ như là một số cái cặp mà đã bị tỉa tót hoặc là bánh giấy ráp hoặc là phủ lại sơn thì nó sẽ khác, nó sẽ mất đi cái vẻ đẹp và đặc trưng của dòng Maxintoc. Đây là cái điều mà tôi lưu ý ngay từ đoạn đầu cái clip này. Tất cả thùng gỗ lạng và chúng ta thấy được rằng cặp loa nó có trọng lượng nặng 150 kg, sở hữu chiều cao cả chân 85 cm, chiều ngang của nó là 72 nhân với chiều sâu 54 phân. Công suất sở hữu của cặp loa này ở mức trung bình 400W. Quý vị lưu ý rằng 400W của cặp loa này nhưng uy lực mà nó thể hiện thì chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là kinh khủng cỡ nào. 150 kg cho cặp Maxintoc với thiết kế được trang bị tới 6 quả loa trên một thùng. Về phía mặt trước thì chúng ta thấy được rằng nó được trang bị nguyên cái bộ e căng siêu khủng. Đó, chúng ta thấy rằng từng cái đan của nó được đóng bằng gỗ, tất nhiên là từ thời xa xưa và được xuất hiện trước máy quay là một cặp loa còn nguyên bản. Như tôi lưu ý với quý vị rằng chúng ta sẽ nhìn những cái điểm này, vàng này, hơi vàng nâu này, nâu sậm, nâu đen này, đó, nó sẽ tạo nên một cái nét đặc trưng của dòng Maxintoc này. Và khi mà những cái điểm nhấn như thế này, cái màu của nó sẽ bị biến mất và thay vì là những cái màu sắc vàng tươi mới và mất đi kể cả từ cái vân gỗ thì cái giá trị của nó đương nhiên là cũng mất đi kèm theo. Đây là điều mà tôi giới thiệu rất là chi tiết. Chúng ta có thể thấy được phần dưới chân của nó đóng rất là dày, nguyên một cái bệ dưới chân này, đó, dày và tạo các cái gờ chỉ. Chúng ta quan sát phần dưới chân này, nó chạy chỉ này, hèm này. Đó, và trên phần e căng, chúng ta nhìn cái e căng của nó giống như là hai cái cánh cửa tủ tuyệt đẹp với cặp Maxintoc này. Và với phần thiết kế thì tôi sẽ cho quý vị trải nghiệm trong đoạn clip này. Chúng ta sẽ quan sát hệ thống loa bên trong. Nó được thiết kế cái e căng cực kỳ là đẳng cấp. Đó, chúng ta sẽ nôi phần trên này ra. Quý vị lưu ý này, chúng ta sẽ cho nó lẩy phần trên ra và chúng ta sẽ kéo lên. Đó, tôi kéo lên này, rất là chắc. Căng của nó, chân của nó còn nguyên zin, nó rất là chắc. Đó, quý vị thấy rằng ở dưới phần dưới của nó là có hai cái lỗ và chúng ta sẽ cắm cái chân căng này vào. Đó, đây là chân căng của nó này. Đó, cắm hai cái lỗ bên dưới và chúng ta sẽ nhấn cho nó ăn vào cái khớp phía bên trên. Đó, nó sẽ ngậm rất là chắc chắn về cái căng. Tôi tháo tiếp cái căng phía bên ngoài. Quý vị thấy đẳng cấp không ạ? Mở cái e căng của nó đã là một vấn đề rất là tuyệt vời. Về tổng thể trên cặp Maxintoc này thì chúng ta thấy được rằng model tôi gọi chính xác cho quý vị nhớ Maxintoc MN-2C với trang bị hai quả bát súp siêu khủng đảm nhiệm chuyên biệt cho giải trầm. Nó có chất âm giống như là AR những đời cao cấp nhất và tôi đặc biệt lưu ý với quý vị rằng uy lực của nó mạnh gấp đôi cặp AR3 bánh bò căng cước. Đường kính cắt mặt 30 phân, sở hữu gân cao su còn nguyên zin. Quý vị thấy gân của nó còn nguyên bản luôn nhỉ. Cái màu sắc của nó sẽ khác.
Và cái màng loa của nó còn đang là tươi rói, nó chưa bị bạc màu qua thời gian. Nó chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng những cặp loa này của nó còn đẹp xuất sắc. Mũi của loa là mũi vải, siêu bền. Cái lam châm từ trên quả bát súp này, đây là hai quả bát súp điện, nó không dùng bát hơi, quý vị lưu ý nhé. Nó sở hữu cái lam châm từ to như là cái bánh trưng. Nói tới dòng lam châm từ bánh trưng của AR cũng hay thường có, và với Maxintoc thì chúng ta thấy được rằng với cấu hình của cặp loa này, nó mang lại cho tiếng trầm vô địch. Nó thể hiện cái tiếng bát của nó xuống cực kỳ là sâu và nó rất là mềm. Và đặc biệt khi chúng ta mở, nó thể hiện là cái tiếng trầm của nó cực lớn. Với sự thể hiện của cặp loa này thì chúng ta chỉ có thể cân với cái uy lực của những cái cặp loa phân khúc bát 40 hoặc thậm chí là bát 50. Trầm của nó rất là lợi hại, bởi vì quý vị thấy rằng cái thùng sâu tới 54 này, ngang 72 và cao cả chân của nó thì ở đây là 85 phân. Đó, với cái cặp Maxintoc này. Về phía bên phải chúng ta cùng quan sát, nó được trang bị một quả trung âm đường kính 20 phân bằng quả bát của Bose 301 Serie 3 luôn rồi. Đó, trung này thì chúng ta thấy rằng nó là thừa sức thể hiện về từ lời hát, tiếng trung âm rất lớn và rất là tuyệt vời. Và phần bên trên thì chúng ta lại thấy được rằng nó được thiết kế trên cặp Maxintoc này. Ở đây là nguyên một cái bảng được đậy một cái e-căng lưới thép hoa dâu rất đẹp. Và nó được trang bị phía bên trong của nó là một tổ hợp loa check. Có tới 3 quả check. Phần trên cùng là một quả siêu check nhỏ hơn và phần bên dưới là hai quả check dôm rất là lớn. Và với cái mũi đỏ nằm phía bên trong. Và bên ngoài chúng ta thấy rằng cái lưới thép hoa dâu rất đẹp và cái logo của Maxintoc. Quý vị thấy đẳng cấp chưa ạ? Tổng số là có tới 6 cái loa, 1, 2, 3, 4 này. Hệ thống check là một tổ hợp gồm có 3 quả loa check và một quả trung âm 20, siêu khủng rồi. Hai quả bát đảm nhiệm chuyên biệt cho giải trầm, đường kính 30cm mỗi quả. Quý vị thấy đã chưa? Cái cạnh loa của nó cắt rất là sát, đường kính nếu mà so với một số dòng loa Nhật thì có lẽ rằng bát này phải tới trên 30, nhưng thực sự thì lòng ruột loa của nó là 30. Và cái lam châm từ tôi lưu ý rằng mấy quả lam châm này nó to như là cái bánh trưng trên cặp Maxintoc MN-2C. Tất cả của nó còn nguyên zin. Chúng ta sẽ thấy rằng nó cực kỳ là giá trị về sưu tầm và sở hữu. Chúng ta cùng quan sát phía sau lưng. Nó rất là nặng nên là tôi sẽ di chuyển nó hơi chậm một chút. Quý vị quan sát này, đây là phía sau lưng này. Sau lưng của nó còn nguyên zin luôn, còn rất là mới. Ở một vết trầy cũng khá là khó tìm. Quý vị quan sát cái gỗ của nó này. Đó, nguyên bản của nó gỗ như thế này. Từ cái phần vách sau của nó đen, nó còn mịn mượt như thế này. Không có bị tốt tát hay mông má bất kỳ một chút nào. Một cặp loa có trọng lượng nặng 1,5 tạ. Quý vị thấy rằng là được vận chuyển từ Mỹ về tới vị trí chiếc máy quay thì mức này thì nó là khủng cỡ nào rồi. Và phần bên dưới thì chúng ta cùng quan sát phần thông số. Maxintoc MN-2C có xuất xứ đến từ Made in USA. Đây là phần đấu dây thông thường, nó chạy phân tần tự động, chúng ta không cần phải cân chỉnh, tự nó hoạt động. Và chúng ta còn thấy được rằng phân tần của nó này có luôn tản nhiệt giống như là của Omni. Quý vị thấy rằng nó gấu không ạ? Đây là cho chúng ta nhìn thấy ngay từ phía bên ngoài. Đó, phía sau lưng tôi chưa phủi hết bụi này, vẫn còn phảng phất một chút bụi này. Đó, bông xốp này chưa đau hết này, nhưng mà thực sự cặp loa này của nó còn rất là đẹp và không bị can thiệp bởi bàn tay con người một chút nào cả. Không có tút tát bất kỳ một chút nào. Rất giá trị về độ nguyên zin, độ đẹp, độ gấu, độ sang trọng. Đó. Để mà tìm được những cặp loa bãi như thế này thì hoàn toàn cũng là một điều không hề đơn giản. Cũng rất là nhiều những anh em bán trên các trang mạng thì tôi thấy rằng có một số cặp thì anh em tốt lại rồi. Và cái lớp màu sắc mà tôi lưu ý với anh em như trước máy quay thì đã bị mất rồi. Nó không còn cái độ... Đó, chúng ta quan sát lại này. Trải nghiệm thực tế thì sẽ thấy rõ hơn. Đó, chỗ cái màu hơi sậm, hơi vàng. Và nó tạo nên những cái màu sắc rất là đặc biệt trên cái bộ e-căng khủng nhất của các dòng loa được thấy trên thị trường. Với cặp Maxintoc chúng ta đã thấy... Phần phối ghép ở đây thì tôi lướt lại cho quý vị cùng trải nghiệm này. Tôi đang phối ghép cùng với con Omni đài receiver Toshiba sở hữu chạy sò sắt và nó có công suất 220W điện áp 120V. Đây là dòng Mỹ. Rất đẹp để đảm nhiệm cho cặp Maxintoc này. Chưa cần phải Omni đắt đỏ, chúng ta sẽ thấy được chất âm nó thể hiện đẳng cấp cỡ nào. Đây là một trong những model loa tôi lưu ý với quý vị rằng với thương hiệu của Maxintoc thì bản chất nó đã là những thương hiệu rất là đắt tiền.
từ âm ni hay rè bao hay CD của nó rất là đắt. Và đây là những cặp loa khủng nhất hãng được xuất hiện trên thị trường sau khi được khai sinh model này từ các khu vực đóng cái căng mà châu Âu hay là cho tới châu Á, hay là cụ thể hơn tại thị trường của Mỹ. Thì đây là một trong những cái model loa được gọi là hạng sang và sở hữu chất âm của nó cực kỳ là đẳng cấp, dành cho những anh em được xếp hạng là sành nghe và khó tính nhất. Với cấu hình mà tôi đang phối ghép trước máy quay, chúng ta sẽ thấy được rằng đẳng cấp của nó hoàn toàn sẽ khiến cho rất là nhiều đông đảo những cặp tai sành nghe và khó tính nhất phải tâm phục và khẩu phục chất âm của những dòng loa cao cấp này. Và trong phân khúc tầm giá thì chúng ta thấy rằng đây là một trong những cặp loa hạng sang. Ví dụ như là những căn phòng khách sang trọng của quý vị, chỉ cần kê nguyên cặp loa này thôi, chưa cần là phải nghe hay chưa cần phải nói tới điều gì hết, chúng ta mới nhìn thấy cái logo thương hiệu của Maxintoc thôi. Và với cái vóc dáng này thì tôi chắc chắn rằng những anh em mà thưởng thức audio cắm cái chân xuống sâu xuống, chưa xuống hết, khi mà nhìn thấy những cái model này thì chúng ta đã thấy được cái đẳng cấp thực sự mà nó sở hữu đó, quý vị thấy không ạ? Khi tôi đóng cái căng này lại, ví dụ những căn phòng khách của quý vị đặt cặp loa này ở bức chính diện, nguyên nhìn ngắm nó không thì đã thấy nó rất là đẹp rồi. Tôi cầm cái máy từ trên cao, chúng ta nhìn xuống này, cái máy tôi đang để thấp đó, quý vị thấy rằng là nó giống hai cái tủ kệ đẳng cấp không ạ? Với gờ chỉ phía dưới cũng như là phía trên và bộ e căng làm tôn lên vẻ đẹp và vẻ sang trọng. Và đây là một trong những cái nét hoài cổ mà khiến cho không ít những người nhà sưu tầm những cặp loa quý hiếm trên thị trường, và đồng thời sở hữu chất âm đặc trưng. Chúng ta có thể thấy được rằng tiếng của nó trong vắt và hoàn toàn giải trầm sâu tới lòng đất. Nó có thể cân với rất nhiều những cặp loa bass giúp 40 hoặc thậm chí bass 50. Với uy lực dư thừa của cặp loa này, anh em có thể chơi cho những căn phòng lớn, rất lớn. Chúng ta chỉ cần mở cái volume một chút nho nhỏ thôi, quý vị sẽ thấy ngay được rằng nó thể hiện cực kỳ là tuyệt vời cho cặp loa của một thương hiệu đình đám trên thế giới mà ai cũng đã biết tới thương hiệu này. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị cùng tham khảo và trải nghiệm thêm một vài đoạn nhạc quen thuộc nữa mà tôi vẫn hay thường test trên kênh YouTube cũng như là Facebook của Toàn Audio Nam Định, 0966866552. Quý vị hoặc anh em nào quan tâm có thể can theo số điện thoại trên kênh của mình, và luôn luôn dành cho những anh em có phong cách màu lẹ với mức giá thành tốt nhất. Chúng ta không nên chần chừ và cũng chẳng nên tiếc 1.000 tiền điện thoại. Những anh em nào tiếc 1.000 tiền điện thoại thì chúng ta nên bỏ qua, không cần quan tâm. Đây là theo quan điểm của tôi. Mời anh em lại cùng thưởng thức tiếp. Yếu mất một chút, bởi vì tôi không nhầm thì năm nay đây là có bóng đá nên là nó bị ảnh hưởng chung một chút, quý vị rất thông cảm. Em mong xanh bước cùng anh vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím khung trời. Người yêu
chúng ta thấy rằng chẳng khác nào mà đang được ngồi trước một cái bàn nhạc và được thưởng thức trực tiếp sự thể hiện chân thực tới tê tái của cặp mắc in tốc ML-2C đến từ USA với trọng lượng nặng 1,5 tạ. Và với cấu hình chúng ta đã rõ, anh em quan tâm can theo số điện thoại trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Luôn luôn với những mức giá thành tốt nhất, tôi có thể ưu tiên cho những anh em có phong cách màu nẹ. Và cũng rất là mong sự quan tâm, đăng ký và ủng hộ kênh của anh em trên toàn quốc với kênh của mình, để mỗi ngày một phát triển hơn. Và tôi sẽ liên tục cập nhật cho anh em cùng tham khảo và cùng trải nghiệm rất nhiều những tuyệt phẩm loa nữa mà được tuyển chọn từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới được tập kết tại đây.